Giáo dục Việt Nam hòa cùng dòng chảy thế giới. Năm 2020, Hải trình giáo dục của UK Academy chính thức cập bến Huế. Với lợi thế một hệ thống trường song ngữ quốc tế tại Việt Nam, UK Academy Huế tiên phong trong việc trở thành một tiếp điểm giáo dục để tri thức Đông Tây giao thoa, gặp gỡ. UK Academy Huế tọa lạc tại tỉnh Lộ 10, xã Phú Thượng, huyện Phú Vang, Thừa Thiên Huế, được xây dựng trên khuôn viên rộng 35.000 m², với đầy đủ hệ thống các lớp học và phòng học chức năng chuyên biệt. Ngoài ra, còn trang bị thêm hệ thống sân cỏ nhân tạo chuẩn FIFA, hồ bơi đạt chuẩn thi đấu quốc tế, nhà thi đấu đa năng. Điểm nổi bật trong kiến trúc tại UK Academy Huế là kiểu kiến trúc bản địa đặc trưng với nét trầm tư của kinh thành, pha lẫn màu sắc của kiến trúc hiện đại phương Tây, cùng hệ thống cây xanh trong khuôn viên nhà trường, tạo nên một không gian học tập vô cùng thân thiện, trong lành. UK Academy Huế với tổng công suất hoạt động lên đến 1.700 học sinh, đảm bảo chất lượng đào tạo cho học sinh các khối từ mầm non đến lớp 12. Trên nền tảng triết lý giáo dục 5H của Tập đoàn Giáo dục Nguyễn Hoàng: Head, Heart, Hand, Health, Human. Đó, chương trình đào tạo tiếng Anh chuẩn Cambridge tại hệ thống UK Academy sẽ giúp học sinh phát triển toàn diện 4 kỹ năng: nghe chủ động, nói tự tin, đọc tư duy và viết sáng tạo. Trên nền tảng về sự lãng mạn, chương trình học tại UKA còn đặc biệt lồng ghép chương trình âm nhạc LCM theo chuẩn Anh Quốc, với cách tiếp cận dạy và học âm nhạc đại chúng đáp ứng khả năng của từng lứa tuổi, đồng thời bổ sung nội dung thực hành thể hiện qua dàn hòa tấu, hợp xướng và định hướng nghề nghiệp cho những học sinh có năng khiếu âm nhạc. Ngoài ra, chương trình STEM Robotics giáo dục thể chất cũng như kiến tạo doanh nhân trẻ JA cũng là những điểm sáng đáng chú ý trong chương trình đào tạo của UK Academy. Đặc biệt, tại UK Academy Huế có sự góp mặt của khối mầm non dành cho các bé từ 18 tháng đến 5 tuổi, mở ra một lộ trình giáo dục được xây dựng toàn diện, lâu dài cho thế hệ trẻ cố đô. Chúng ta phải không ngừng học tập, vì giáo dục không phải mục đích đến, giáo dục là một hành trình. Với UK Academy Huế thì hành trình đặc biệt ấy sẽ được tiếp thêm nguồn động lực bởi chính giá trị song hành của hai làn sóng giáo dục Đông Tây đang giao thoa, hòa quyện không ngừng nghỉ mỗi ngày. Với những gì đã và đang làm được, UK Academy mong muốn góp một làn gió mới cho sự phát triển giáo dục địa phương, thêm một sự lựa chọn cho quý vị phụ huynh, đồng thời kiến tạo nên thế hệ trẻ tiếp theo, nhân bản, hoàn thiện trong đời sống toàn cầu. UK Academy, nơi bạn được tỏa sáng.